Xin chào bà con, cô bác, anh chị. Hôm nay là ngày mùng nay là ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch. Em Dung đang ở vườn mai vàng. Vườn mai vàng này là được 2 năm tuổi, cô bác, anh chị nhé. Đây, búi mai vàng 2 năm tuổi đây. Nó như thế này đây, rộng thênh thang. Đấy. Trồng khoảng cách là 10 mét. Cành giống này, cô bác, anh chị. Đó. Đó, cành giống đấy ạ. Búi này. Chiết cành từ dưới mặt đất, bà con cô bác nhìn. Từ dưới mặt đất luôn. Tận mặt đất luôn á. Đây là mai vàng nhá. Đấy. Đây bà con cô bác nhìn này. Không phải phát cỏ, không phải làm cỏ. Riêng cái giống này không phải phát cỏ này, không phải phun thuốc sâu hay là thuốc bệnh gì cả. Cô bác chỉ có bón phân lá lên là chúng ta hái lá bán ra tiền theo nhu cầu của các bác khách hàng ở trên kênh yêu cầu em Dung quay cho cô bác anh chị. Đây, cô bác anh chị nhìn cái hố trồng thì cô bác anh chị cuốc càng rộng càng tốt. Thế sau rồi là để cho cây nó khi chúng ta trồng xuống thì nó thành như một cái lòng chảo. Cô bác anh chị nhìn xem. 2 năm rồi nhưng mà nó vẫn thấp hơn trên bề mặt nó khoảng độ 20 phân. Đó. Thế khi cô bác anh chị bón phân là cứ bón vòng theo cái mép hố này thôi. Thế là để cho nó đọng nước, đọng phân xuống dưới, không phải bị trôi ra bên ngoài. Đó. Búi. Mà nói như cái búi này mà đếm cây thì chắc là nó rơi vào tầm khoảng độ 40 cây. 40 cây rồi ạ. 2 năm tuổi. Đó. Rộng thênh thang. Bán kính của nó 10 mét khả năng còn không đủ ạ. Đó, cô bác anh chị nhìn. Một búi khác này. Cái búi này chắc là phải hơn 40 cây. Trong vòng 2 năm trời. Cận cảnh ạ. Lá đây. Bây giờ bắt đầu mới đang vào đầu vụ. Chúng em mới hái ạ. Mới hái đây. Những cái loại lá loại bỏ đây. Để em quay cận cảnh gốc cho bà con cô bác xem. Đấy. Nó phải rơi tầm hơn 40 cây trên một gốc rồi đấy ạ. Mà cây 2 năm tuổi đấy ạ. Đó. Đây, khi lên cây nó lả lướt như thế này. Thế nên là bà con cô bác anh chị là cũng đừng nên trồng dày. Nếu cô bác anh chị trồng dày á, là sau này cây chạm lá cá chạm vẩy là nó không tốt. Mà chúng ta trồng dày quá thì nó lãng phí giống. Đây một búi nữa này. Đó. Cái vườn này có tiểu sử là khi cách đây 2 năm. Đây không phải là vườn của nhà em Dung mà là vườn của một bác khách hàng ở dưới cầu 2. Bác nhờ em xuống thăm và đánh giá cho bác đó là những cây gì, giống gì. Bác nói là bác mua 4.000 cây. Thế xong rồi
Bây giờ về em Dung, cái hôm trước em Dung đã đếm là được có 800 cây mai vàng đấy ạ. Còn đâu là những cây hàng vứt hàng vận, hàng lung tung. Ủa, măng này. Đó. Măng đang mọc.